quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có quyết định thu hồi phù hiệu một tháng gần 500 taxi đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân là do tài xế các xe này đã vi phạm thời gian lái xe khi cầm lái 4 giờ liên tục. Trong số 656 phù hiệu xe ô tô bị thu hồi, có tới 463 phù hiệu taxi Hà Nội do phạm lỗi lái xe liên tục. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc xử lý vi phạm này nhằm đảm bảo sức khỏe cho tài xế và giảm thiểu những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, theo quy định, lái xe taxi không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Trong 4 giờ lái xe, tài xế phải nghỉ tối thiểu 15 phút. Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội, đặc thù của taxi là lái xe di chuyển nhiều, xen kẽ giữa những quốc khách là những lần dừng đỗ nghỉ chờ khách 5 hay 10 phút. Tuy nhiên, chiều theo quy định trên, dù nghỉ nhiều lần 5 đến 10 phút, lái xe đó vẫn vi phạm quy định nếu không có lần nào nghỉ đủ 15 phút. Điều này là bất hợp lý. Theo các tài xế, lái trong phố thì có thể nghỉ, song nếu lái xe trên cao tốc thì không thể dừng nghỉ 15 phút giữa chừng. Thêm vào đó, Hà Nội thiếu điểm đỗ, buộc các tài xế phải chạy lòng vòng. Do vậy, việc dừng nghỉ 15 phút là không thể. Do còn nhiều bất cập nêu trên, Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hoãn xử lý các tài xế chạy quá 4 giờ liên tục.